Khu vực chỗ này chúng ta nhìn thấy cái đường lao thẳng vào nhà, nhưng mà chính vì con đường đằng trước làm uốn như thế này cho nên ra là các khu biệt thự nó trở nên là vô cùng là đẹp đẽ. Hôm nay đi tư vấn đây là một căn nhà rất là đặc trưng ở bên Trung Quốc, tức là cái lối vào từ phương Mão thì đã cho nó đi theo cái hình ngựa sóng uốn để mà nó thẳng ở trong nhà. Hắn hảo. Tức là ở cái phần phía này, đây là cái phần thủy khẩu. Đó. Tại vị trí của thủy khẩu làm cái đường theo hình lượn sóng, mặc dù là cái phần thủy khẩu này nó đối diện trực tiếp với cả cái căn nhà. Đối diện trực tiếp với căn nhà. Nhưng mà do là cái cách thức mà lấy khí vào như thế này, nó sẽ làm cho là cái căn nhà nó không còn bị cái hiện tượng gọi là trực sát, mà nó rất là vượng. Ở chỗ này thì chúng ta nhìn thấy là cái thủy khẩu, tức là cái cửa đi vào, cổng đi vào, môn. Thế thì vào bên trong thông qua cái đường như thế này. Đây là một ngôi nhà cực kỳ là có điều kiện và giàu có ở khu vực Hoàng Thành. Điều đặc biệt của cái khu căn nhà này đó chính là cái vị trí của cái tòa chung cư tại vị trí của phương Đông Bắc. Căn này là tòa Tây Hướng Đông, và toàn bộ cái phần chung cư rất là tốt, nằm ở vị trí của phương Càn. Cho nên là cái người đàn ông trong cái căn nhà này thực sự là rất là giàu có. Ở khu vực chỗ này là chúng ta có căn khu phòng trà, khu vực bếp và khu vực rất là đẹp. Cùng sư phụ đi tư vấn phong thủy cho một đại gia Trung Quốc. Phần thờ cúng ở đây cũng được bố trí rất là đẹp. Một trong những cách trấn xuyên tâm sát rất là hay với cái lối thiết kế là giống như một cái lòng chảo để cho nước tụ vào. Thế thì khi mà từ khí từ bên ngoài, từ phương này đúng không ạ, từ điểm cao chạy xuống nó vào trong nhà, thế thì nó sẽ bật ra bên này là cái cửa, thì nó tạo thành cái thế xuyên tâm sát. Tuy nhiên là người ta sử dụng một cái hình tượng của một cái bình phong để mà che ở chỗ này. Thế thì và cái bình phong đấy thì có vẽ cái hình cái núi. Thì như vậy thì đấy là cái cách thức để mà chúng ta có thể xử lý khi mà trong cái trường hợp mà bị xuân tâm sát nó tương tác vào, đúng không ạ? Trong cái điều đặc biệt của một cái địa thế như thế này đó, đầu bên này thì là hoa, anh chị lưu ý nhá. Tức là như này, cái cửa này thì là đại môn, thì là cửa chính thì nó lớn hơn. Chỗ này thì là tiểu môn, tức là cửa nhỏ, tức là một cái cửa vào. Ở cái mặt nào mà xét là mặt chính thì người ta sẽ sử dụng sơn, còn ở phụ thì người ta sử dụng mẫu đơn để nó tạo thành cái thế. Thế thì cái tọa hướng khi chúng ta xác lập cái trường hợp này nó sẽ quay theo hướng của cửa chính. Thì đây là một trong những cái phương pháp để mà trấn cũng như là hóa giải cái xuyên tâm sát, để mà chúng ta có thể mà nắm được cách thức để mà sử dụng bình phong như thế nào trong cái việc mà chống và hóa giải xuyên tâm sát. Xin cảm ơn.